Rồi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Vlog của Quang. Thì hôm nay Quang sẽ có một cái video chia sẻ một số cái thủ thuật, cái thao tác nhỏ để giúp chúng ta có thể để tối ưu cái trang chủ kênh YouTube của mình sao cho nó có cái sự trình bày gọn, đẹp và cái chuyên nghiệp hơn, và để cho những cái những người bạn của mình khi mà vào tương tác kênh của mình á, thì xem cái kênh của mình chuyên nghiệp, trình bày sắp xếp video hợp lý thì họ sẽ thích và cái khả năng họ click vào đăng ký ủng hộ mình nó sẽ cao hơn. Rồi bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nhìn lên màn hình để theo dõi nhé. Rồi mở trang chủ YouTube lên, rồi mình sẽ bấm chọn vào cái kênh của bạn ha. Đó, đây là cái phần giao diện trang chủ kênh YouTube của Hoàng. Nó sẽ có khá là nhiều phần, bây giờ mình sẽ bấm vô đây để mình cùng xem cái cách thêm và cái cách chỉnh sửa như thế nào nha các bạn. Đó, thì ở đây có cái phần dành cho người đăng ký cũ và dành cho người chưa cập mới những cái video mình thêm vô như thế nào á. Thì Quang đã có làm một cái video trước đó rồi, thì có gì các bạn có thể vào lại cái vlog YouTube của Quang à, trong cái danh sách phát thì các bạn có thể bấm vào đây và các bạn tìm lại cái video mà cách tạo video nổi bật ở trang chủ như thế nào á, mình sẽ xem lại nha. Thì hôm nay Quang sẽ nói về sâu thêm một chút xíu về những cái phần ở dưới. Thì ở đây Quang có hai cái danh sách phát chính là vlog YouTube, là những cái video nói về YouTube riêng của Quang. Quang chia làm hai cái danh sách phát để cho các bạn vào xem cho nó dễ ha, và hai là vlog cuộc sống, là những video nói về những ăn uống du lịch hay là những cái vấn đề trong cuộc sống mà Quang muốn chia sẻ ha. Đó, thì ví dụ như là bây giờ là cái vlog YouTube này nó đang hiển thị là đang nằm ngang ha, thì mình sẽ bấm vào để mình có thể mình chỉnh sửa thành hàng dọc. Đó, danh sách phát hàng dọc Quang hoàn tất nè. Đó, thì nó sẽ hiện ra những video của Quang hàng dọc như thế này. Đó, ở dưới đây cũng vậy, Quang cũng làm y chang như vậy để nhìn cho nó tổng thể ha, cho các bạn dễ xem. Đó, danh sách hàng dọc đó. Thì thường như thế này thì nó sẽ xem được nhiều video hơn, giống như vlog YouTube hồi nãy để danh sách hàng ngang thì nó chỉ xem được 5 video, thì còn hàng dọc thì nó sẽ hiện thị tới 6 video lận ha. Đó, 6 video gần nhất ha. Rồi, ở đây nó có một cái dấu, đây là cái dấu mũi tên lên xuống nè, có nghĩa là các bạn có thể muốn là cái danh sách phát này nó nằm ở trên hay là ở phía dưới ha. Ví dụ hiện tại Quang muốn nó nằm ở phía dưới đó, thì cái vlog YouTube của Quang hồi nãy nó nằm ở dưới, giờ nó đã nhảy lên trên ha. Đó, Quang muốn là chèn thêm một cái kênh YouTube khác để Quang quảng bá cho nó ha. Rồi Quang bấm vào cái phần kênh nè, kênh nhóm tùy chỉnh nè, thêm kênh nè. Quang sẽ copy một cái kênh, đây là cái kênh nhạc cover của Quang ha. Quang copy vô cái phần này, rồi Quang thêm nè, rồi Quang hoàn tất. Ví dụ như đây là hát cover cùng Quang Quang Vũ nhé, trở lại như vậy ha. Đây là cái phần tiêu đề thôi, mình muốn điền mình điền. Đó, hoàn tất. Rồi, nó sẽ hiện ra một cái thông tin về cái kênh của Quang ở đây, Quang hoàn tất ha. Đó là như vậy. Rồi, Quang bây giờ cũng muốn thêm một cái phần mới nữa. Đó, có rất là nhiều, như là có những hoạt động gần đây ha. Hàng ngang thì nó sẽ hiện ra thường cái hàng ngang nó sẽ hiện ra 5 cái video gần nhất ha. Đó, danh sách phát rất là nhiều ha, danh sách phát đã tạo nè, hoàn tất. Thì hiện tại Quang có hai cái danh sách phát này. Đó, thì tất cả những danh sách phát nào mình đã tạo nó đều hiện ở đây. Mình sẽ thêm một cái phần khác như là video tải lên phổ biến, là nó sẽ hiện ra những cái video nào nhiều view nhất trong cái kênh của mình ha. Rồi, mình Quang muốn nó nằm hàng dọc đi. Đó, Quang hoàn tất. Thì nó sẽ hiện ra 6 cái video gọi là nhiều view nhất trong cái kênh của Quang. Đó, thì có thêm những cái phần mới, các bạn có thể bấm vào cái phần nội dung để các bạn tìm hiểu thêm ha. Rồi, ok. Thì vừa rồi mọi người cũng đã cùng Quang theo dõi một số cái thao tác nhỏ để giúp chúng ta có thể tạo ra được một cái phần trang chủ kênh YouTube của mình gọn đẹp, sắp xếp một cách chuyên nghiệp hơn, bắt mắt hơn. Và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ Quang nha. Quang rất là cảm ơn vì điều đó và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.